em đi cái mép em nó sáng sáng lên, cái mí dưới á là nó sẽ rõ cái mép sen lên, cái lá sen. Cái mép đó, cái mí đó. Chung là cái vải này đúng là nó gừng ghê lắm, quá trời gừng. Mà nó gừng thì kệ nó, mà mình vẽ mình phải cho nó sắc sảo lên, nó mịn màng lên. Cái nền vải này rất là gân guốc. Quay sát cho coi nè, coi nó cái mình vải nó gân, nổ gân lên luôn á. To luôn á. Này kia là vải gì em? Em cũng biết vậy, cô mua ở tỉnh. Cô mua về vậy để. Đúng á, là đối với những người mà mới học vẽ đó thì cái loại vải này nó hơi khó cho những người đó. Cô hay vẽ, cô hay may những cái giày cô đem chân thợ vẽ. Em thấy vậy em nói thôi để con đi học vẽ, vậy con vẽ sơ sơ cho mình. Mà nói chung là em mà làm được vậy là cũng giỏi á. Tại cái loại vải này nó gây cho mình sự khó khăn, hiểu không? Rất là khó khăn. Trời ơi, cái mình vải mà rơi vô mà nó gân guốc, cảm giác gân guốc luôn á. Nhiều vải lắm. Tự may rồi tự vẽ luôn. Ok. Cái này giống như shop. Đó, lá sen tươi xanh rồi đó. Đó, ok ha. Nè, mấy cái này là em làm cho sáng sáng này nè. Em nhúng mà em làm cho mấy cái này sáng này nè. Đó. Ừ, đúng rồi. Vớt cái này. Vớt mấy cục rồi cho sáng lên. Đó, ba cục rồi đó. Đó, nó nổi bật lên liền, thấy không? Thôi kệ, coi như là một cái sự trải nghiệm. Tuy cái vải nó khó thiệt, nhưng mà mình làm được mới hay ha. Còn mai mốt mình qua mấy cái vải mà nó như vải lụa rồi đó, lấy còn nhỏ đi cho nó dễ làm em. Em mà vẽ mấy cái vải lụa rồi là mấy cái vải mà von mà lắng láng á. Vuốt đây nè, đừng có vuốt đó. Đó, nhúng mà nó vuốt đàng hoàng rồi. Cảm ơn. Ừ đó. Mốt mà vẽ mấy cái vải kia thì thấy nó dễ dàng hơn. Do cái nền vải này nó thực sự nó khó khăn những người mới học vẽ. Thôi vậy là cũng dữ lắm rồi, nói chung là cũng có cố gắng đó. Cũng ghi nhận. Chứ không phải là dễ hơn mà. Chạy tập cho quen. Nói chung là cái ló mới có cái khôn. Còn tối ngày cái làm bé tập hoài thì làm sao mà giỏi được. Vải áo dài thấy nhiều loại không? Rất là nhiều loại. Thì mình cái loại nào mình cũng làm được hết mới hay, mới giỏi. Tối ngày cái nhà bé tập mà bẻ miết thì làm sao mà tiến bộ được. Đấy, đúng rồi đó. Mấy cái đường đuôi này nè, em phải cho nó vuốt vuốt ra. Vuốt vậy nè. Hiểu không? Nó phải có cái độ lan nhẹ ra nha. Nè. Nè, thấy không? Thấy có độ lan nhẹ ra không? Phải vuốt vuốt đây nè, cảm giác nó mới quắn ra, hiểu không nè? Ok không? Đây cũng vậy nè. Thấy không? Nhẹ nhàng đây nè. Đấy, rõ ràng không? Bây giờ thấy nó liền lạc không? Cái lá nó có độ quắn nó liền lạc không? Nha, rồi. Áo này cô ấy tự may đó, cổ tự may luôn đó, cũng giỏi. Nói chung là cũng chịu khó. Mình ghi nhận cái chuyện đó, ghi nhận cái sự chịu khó, cũng cố gắng. Nói chung là cổ cũng cổ lớn mình 2 tuổi mà cũng lớn tuổi, nhưng mà người ta cũng làm được á, nhưng không phải là không làm được, cũng làm được. Đâu phải dễ dàng như ai mà tự may được là tự vẽ được như vậy đâu. Rồi em cũng vuốt vuốt giống như mình nói hồi nãy đó, vuốt 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 cho nó mang thôi cái mép á. Vuốt cho mang thân mép nhẹ nhẹ thôi, mỏng thôi. Đúng không? Vậy nó mới liền lạc, hiểu không? Đó, ok rồi đó. Rồi, nhẹ lên. Đúng rồi, ok, rồi, tốt rồi đó. Đó, vậy mới được. Rồi, bên đây nhẹ nhẹ thôi. Một cái đường nhẹ mờ tiếp tục qua đây. Rồi, mờ nhẹ nhẹ thôi. Đứng cái gọi lên. Đúng rồi. Đó, đứng cái cọ lên là cái dễ lên đúng không? Rồi, ok.
nó đẹp nhờ những cái dành đó đó, hiểu không? Cái dành nó phải nổi lên, sáng lên. Đẹp hơn nhiều á.